để cùng nhau vượt qua những khó khăn. Chẳng hạn như là cuộc thi chạy cõng vợ, một cuộc thi được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới và năm nào cũng tổ chức nhưng chưa bao giờ tỏ ra nhàm chán cả. Quý vị hãy cùng xem những hình ảnh sau đây để thấy vì sao chúng tôi lại nói điều đó. Vượt qua thử thách, đó là thông điệp chung của những cuộc thi chạy cõng vợ hàng năm. Các vận động viên bằng những tư thế khác nhau sẽ cõng vợ vượt qua nhiều chướng ngại vật trước khi về đích với thời gian nhanh nhất. Họ có thể chọn cho mình những trang phục sao cho thoải mái nhất. Vì thế các ông chồng mặc váy cũng chẳng sao cả. Nhiều cặp vợ chồng còn thiết kế riêng trang phục tông sườn tông để thi đấu cho ấn tượng. Phần thi thú vị nhất của cuộc đua là phần thi về đích, nơi mà đôi khi các ông chồng có thể khiến cho vợ của mình uống no nước. Mà thôi, nếu chồng không cõng được vợ thì vợ cõng chồng về đích cũng chẳng hề phạm luật. Thậm chí là không cõng được thì bế về đích cũng là một lựa chọn không hề tồi một chút nào. Phần thưởng cho các cặp vợ chồng khi về đích là những thùng bia, quả là một lựa chọn hợp lý để họ cùng nhau nhâm nhì và nhớ về những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của mình.